Video sẽ cung cấp cho bạn đánh giá chi tiết nhất về viên bôi Finaver như Finaver là gì, nguồn gốc, thành phần, Finaver có tốt không, ưu điểm vượt trội của Finaver, cách dùng đúng và hiệu quả, hàng chính hàng giá bao nhiêu mua ở đâu, cuối cùng là những câu hỏi thường gặp. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Finaver là gì? Viên bôi Finaver tên đầy đủ là tinh chất chống lão hóa Finaver, một dòng mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp với chiết xuất glutathione, collagen nano cá hồi cùng với tinh chất nhau thai cừu thấm sâu vào tế bào da, nuôi da chắc khỏe, mịn màng, tăng cường khả năng đẩy lùi quá trình lão hóa, giảm thâm nám, sạm da hiệu quả. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất trên công nghệ cao cấp của Mỹ, hiệu quả đẩy lùi dấu hiệu lão hóa chỉ sau 30 ngày sử dụng. Đặc biệt sản phẩm thích hợp với chị em sau sinh và cho con bú, vô cùng an toàn nhé. Finaver được Bộ Y tế kiểm định về chất lượng trước khi đưa ra thị trường, nên chị em yên tâm nhé. Ưu điểm vượt trội của Finaver: được bào chế dưới dạng viên bôi, dễ dàng sử dụng. Sử dụng được ngay cả phụ nữ sau khi sinh, đang cho con bú. Các thành phần được chiết xuất từ tự nhiên, an toàn cho người sử dụng, không gây kích ứng da. Hiệu quả nhanh chóng, thẩm thấu chỉ sau 30 giây và đẩy lùi dấu hiệu lão hóa sau 30 ngày. Finaver có tốt không? Những công dụng tuyệt vời của Finaver: dưỡng da trắng hồng mịn màng, cung cấp độ ẩm cải thiện tình trạng khô da sần sùi, bổ sung dưỡng chất nên da lúc nào cũng mềm mại, láng mịn, đẩy lùi quá trình lão hóa, tạo đàn hồi cho da, chống chảy xệ, nhăn nheo, xóa sạch vết nám, tàn nhang. Nguồn gốc: nhà sản xuất, công ty cổ phần dược phẩm Fresh Life. Nhà phân phối chính hãng, công ty cổ phần Jugos Pharma. Thành phần: glutathione với công nghệ Mỹ. Tinh chất glutathione có kích thước nhỏ chỉ bằng 1/20 glutathione thông thường, thẩm thấu vào da chỉ sau 30 giây, nhanh hơn gấp 3 lần, giúp chống lại oxy hóa, các gốc tự do, giúp da trắng sáng, khỏe mạnh từ bên trong. Collagen cá hồi với kích thước nhỏ chỉ bằng 1/20 collagen thông thường, nên hấp thu rất nhanh, nuôi dưỡng các tế bào da, giúp làn da săn chắc, căng mịn, tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn, sẹo thâm nám. Nhau thai cừu chứa rất nhiều dưỡng chất giúp phục hồi các mô và tế bào da, trẻ hóa làn da từ sâu bên trong, giúp trắng da, làm mờ thâm nám vượt trội. Những thành phần này đều được nghiên cứu và chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, an toàn cho sức khỏe và mang lại những công dụng mạnh mẽ giúp chăm sóc làn da một cách hiệu quả. Đối tượng sử dụng: chị em có làn da đen, sạm, nám, tàn nhang. Chị em có làn da khô, sần sùi. Chị em có làn da nhăn nheo, chảy xệ, bị lão hóa sớm. Chị em muốn duy trì làn da tươi trẻ, trắng sáng tự nhiên. Đặc biệt nhất đó là sản phẩm có thể sử dụng cho chị em sau sinh muốn phục hồi làn da tươi trẻ, gìn giữ nét thanh xuân. Finaver cam kết sản phẩm vô cùng an toàn, không gây bất cứ tác dụng phụ nào. Cách dùng Finaver hiệu quả: bước 1. Làm sạch da với sữa rửa mặt và nước ấm để lỗ chân lông mở rộng ra, giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Lau khô da. Bước 2. Bẻ một viên tinh chất Finaver, thoa đều lên da. Bước 3. Massage đều, thoa theo ngược chiều kim đồng hồ từ dưới lên trên để chống tình trạng chảy xệ, phổ nhẹ, để tinh chất thẩm thấu vào lớp biểu bì sâu bên trong da từ 3 đến 5 phút. Sử dụng 2 viên một ngày vào buổi sáng và tối. Lưu ý trong quá trình sử dụng: tránh ánh nắng gay gắt từ 10 giờ đến 15 giờ. Chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, ít cay nóng. Hạn chế thức khuya, căng thẳng, stress. Finaver giá bao nhiêu? Finaver chính hãng được bán với giá dao động 1.250.000 đồng một hộp 25 viên. Finaver mua ở đâu? Finaver được bán chủ yếu đặt hàng online nên dễ mua phải hàng giả. Mình khuyên chị em nên mua tại website phân phối chính hãng qua đường dẫn đặt dưới mô tả video sau để được hưởng ưu đãi. Cam kết nhận hàng chính hãng 100%, hoàn tiền nếu phát hiện hàng giả, kém chất lượng, được giảm giá chỉ còn 890.000 đồng một hộp. Được chuyên gia tư vấn miễn phí mọi thắc mắc, được giao hàng miễn phí toàn quốc. Hướng dẫn đặt hàng: nhấp vào đường dẫn dưới mô tả video, điền tên và số điện thoại. Trong 48 giờ, sẽ có chuyên gia gọi đến cho chị em để giải đáp thắc mắc và xác nhận đặt hàng. Chị em chỉ việc đợi nhận hàng mới phải trả tiền, vô cùng an toàn và tiện lợi nhé. Câu hỏi thường gặp: tinh chất Finaver có an toàn không? Trả lời: với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên và đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu hành rộng rãi toàn quốc, sản phẩm vô cùng an toàn với chị em nhé. Viên bôi Finaver có hàng giả không? Trả lời: Finaver là sản phẩm cao cấp với chất lượng tuyệt vời, việc bị làm giả là không thể tránh khỏi, vì vậy chị em nên mua tại nơi uy tín để nhận được hàng chính hãng nhé. Mua Finaver ở đâu chính hãng?
Trả lời, chị em có thể đặt hàng qua đường dẫn dưới mô tả video để nhận được hàng chính hãng 100% cùng với ưu đãi lớn. Trên đây là những chia sẻ về Vinaver, hy vọng có ích với chị em muốn hiểu rõ về tinh chất chống lão hóa cao cấp này. Chúc chị em luôn có một làn da khỏe đẹp và mịn màng.